Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play old game Chocho Challenge and Mubi and first play Chocho Challenge now. Ok, so to kết nối Chocho Challenge and ok, bây giờ đây là một phiên bản mình đã mốt ở chơi trên Mubi nữa các bạn nhá. Mình sẽ vào xem làm tàu nào. Ok, đã nâng cấp full hết rồi. Tiếp theo mình sẽ lên nhà nhé để hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, đã gặp Chocho luôn rồi. Ok, so to loading game. À, tự nhiên con Chocho nó ra sớm thật. Ok. Mình sẽ lên nhà trên kia nhé. Ơ, sao tự nhiên con Chocho nó ra sớm thật đấy các bạn. Mình vẫn chưa lên đây mà nó đã ra rồi. Ok, mình bây giờ mới thả quả trứng vào để cho nó ra nhé các bạn nhé. Vẫn thua nó. Game mình sẽ chuyển sang chơi Chocho Challenge in the Mubi. Đây là cũng một phiên bản Mubi. Suýt nữa gần win rồi các bạn ạ. Vẫn thua nó. Ok, start now. Ok, select level. Ok, sẽ đi làm nhiệm vụ đã có hướng dẫn đây rồi các bạn. Các bạn chỉ việc đi theo cái đường hướng dẫn này. Ok, mình sẽ vào lấy cái bình này, chắc là bình oxy. Rồi start train nào. Ok, let's go. Ok,
À, nó sợ quá bởi nó chạy rồi. Ok, xuống next level. Mình sẽ select ở cuối cho các bạn xem nhé. Sẽ tiêu diệt con Chocho nữa. Ok, mình sẽ select level 10. Đây là map cuối. Ok, thì các diệt nó nào. Mình sẽ bắn được. Ok, level complete. Đã tiêu diệt nó xong. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi một phiên bản mới Mobi. Đây là phiên bản Chocho Challenge Mobi. Start level nào. Để cho điều khiển. Mình sẽ đi đến vị trí hướng dẫn ở kia nhé. Còn 10m. Ồ, con Chocho Challenge kìa. À, nó sẽ đuổi mình. Ê chà, nó đang đuổi mình. Ok, mình sẽ chui xuống đây. Hả, xem nó có phát hiện được không. Ok, sẽ thoát ra đi làm nhiệm vụ nha các bạn nha. Ồ, nó đứng đây luôn. À, đây có chìa khóa. Bị nó bắt gặp rồi. Mình sẽ sang cửa khác nha. Ồ, dưới đây không có gì. À, vẫn đập. Không thể đập được vỡ cây cành kia ra. Nó bắt gặp mình ạ. À, nó chưa vào đây à. Tưởng nó không bắt, hóa ra nó vẫn bắt. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi một trò khác nhé. Chocho Challenge mình lấy nào. Wow,
Okay, tiếp tục để chiến đấu với con Chocho Chalet nha các bạn nha. Laser Chocho Chalet Honor. Select level tiếp theo. Chưa thấy con Chocho Chalet ra. Xem đến level cuối là có liệu có Chocho Chalet ra không nhá các bạn nha. Chocho Chalet phiên bản khác Red Forest. Gặp nó đây luôn rồi.
sẽ đi sang căn nhà bên kia nhé. Không bật được tiếng nghe các bạn. Trò này hơi ảo một chút. Mình sẽ chơi Chocho Challenge ha. Chocho Challenge is a Roblox. Ok, bật lên nào. Đây, phiên bản của nó các bạn này. Tàu đã đi quá rồi, hết rồi. Yes, tiếp tục lại là tàu khác đấy nha. Còn chú Salet nó đang chuẩn bị đuổi mình à. Okay, sẽ lên tàu để bắn con Chocho Challenge nhé các bạn nhé. Mình đã bị nó bắt mất rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển Chocho Challenge Mobile, cũng là một phiên bản mới. Đây là một phiên bản mobile à, có Hoki với Bushi. Đây nào. Ok, start nào. Bị nó bắt mất. À, nó đi, nó đã mở một căn phòng này. Căn phòng office. Đấy cũng có thể thấy code là on.
Giờ mình sẽ sang căn phòng khác nhé. Cốt lập file. On file. Mình sẽ đọc từng đoạn cốt này nhé. On file 0. Trong phòng này không có gì. Bị nó phát hiện. Ok, mình sẽ chuyển sang Chromium. Đây là một phiên bản của mod. Nhà này cũng không có cửa gì. À, ngoài đây. Ok, mình sẽ chuyển sang hoàn toàn chuyển. Okay, sẽ tìm thu thập for chat. À, ngày đầu thấy tiếng con chuột chuột chán lét rồi. Mình sẽ lên tàu nhé. Đây rồi.
Không thấy nó đâu nhỉ. Okay, dưới đây có cái phao chát. Okay, mình sẽ lên tàu lại nha. Đã thấy giọng rồi. Chuyển sang chơi Spy Train Honor. À, cái này sẽ chơi màn hình rộng. Cần internet các bạn. Select try again. Spy Train. Tập tụ vào đây. Trò này cũng không hay lắm. Ok, mình sẽ tiếp tục chơi những trò cuối cùng. Ok, bật lên nào. Level on. Oh, bị đơ. Tap to play now level. Bị đơ mất rồi. Ok, thanks for watching. Please subscribe my channel. Bye, see you again.